Dạ vâng, em Đại Thanh gửi lời chào tới toàn thể các bác nhé. Trong clip ngày hôm nay thì em Thanh rất là vui được quay lại với anh em và giới thiệu với anh em về một con súp cực kỳ gấu mèo và rất là đẹp của thương hiệu TD. Con này nó có mã là súp 15 TD này. Đấy, năm về là 2022 made in China. Con này nó có một vài cái thông tin đơn vị nhập khẩu và kích thước của nó ở đây. Anh em có thể tham khảo. Đấy, công suất 350W. Đấy, nặng 35 cân. Thì sau đây em Thanh sẽ mở con súp này ra để cùng với anh em khám phá bên trong. Vâng, em đã tháo được con súp ra rồi. Thì đầu tiên sẽ quay về mặt dưới của chiếc súp này. Thì con súp TD này phải chia sẻ với anh em về cái độ hoàn thiện của nó. Nó hoàn thiện rất là kỹ. Từ những cái chân kê của nó rất là đẹp các bác nhá. Lỗ thông hơi phía sau, anh em cẩn thận thì có thể là cho cái lớp chống chuột vào đây. Nếu mà có nhu cầu thì chèn vào trong này. Đấy, là chống chuột tuyệt đối luôn. Đấy, đây nó có một cái dây nguồn kèm theo. Sau đây em sẽ lật ngược nó lên để anh em quan sát nhé. Vâng, đây là phía trước của con súp. Thì cái mã TD15 và mã TD12 nó cơ bản thiết kế giống nhau, nhưng con TD15 này to hơn. Nó vẫn thiết kế truyền thống là cái lưới vải. Đấy, rất là đẹp. Đó, và cái bát 40 thì tất nhiên nó sẽ gấu mèo hơn. Con bát này là bát tử kép. Em đã có clip mổ ruột con này ra rồi. Đấy, anh em có thể tham khảo thêm. Đấy, clip này em chỉ quay cho anh em xem về độ sắc nét, độ đẹp của nó. Con này bày biện trong gia đình mình cực kỳ sang trọng luôn. Nó được sơn một lớp piano phủ ở cái lớp vân gỗ ở bên trong. Đấy, cực kỳ đẹp. Đấy, cái này anh em dùng nên giữ gìn nhé. Đừng đặt cái gì lên nó mà xước nó mà đau nó anh em. Con súp rất đẹp. Phải nói là đẹp nhất trong các phân khúc bát 40. Đây là một con súp nhập khẩu chính ngạch và được bảo hộ trên đất nước Việt Nam mình toàn quốc luôn. Đấy, công nghệ rất là chất lượng luôn. Con súp này có mã là 15 TD. Đó, em Thanh sẽ quay chi tiết thêm một vài thông số này. Nó đánh từ 28 cho đến 15 HZ, trở kháng 8 ohm. Có thiết kế của USA và made in China, là được sản xuất tại China. Con này nó có đường nhạc cấp vào là bằng hoa sen và nhạc cấp vào là bằng Canon được cái. Thì anh em có thể cân đối. Về cái con này thì về hiệu chỉnh nó cũng rất đơn giản, nó có một cái nút volume tổng. Và pha này thì anh em có thể đánh to nhỏ hai bên này. Đấy, hai bát đánh rất là mạnh, cắt tần số đây. Đó. Con này thì về thiết kế em rất là ưng ý và chất âm của nó cũng là một trong những dòng đánh rất là hay. Đơn cao su các bác nhé, rất chắc, màng được phủ bóng, phủ keo bóng nên là cái màng của nó rất là chắc luôn. Con này thì đã có clip mổ ruột rồi, em sẽ nối clip lại để anh em xem chi tiết mở ruột nhé. Đó, anh em thấy chất trời, quá chất luôn. Rồi, với con súp này thì em Thanh đang bán với giá là 7.500.000, đã bao gồm phí vận chuyển và dây giáp tặng kèm cho anh em. Anh em có nhu cầu hãy chủ động liên hệ để có giá và hỗ trợ tốt nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các bạn.